Em xin chào toàn thể các bác nhá. Thì tiếp tục lại thêm một cái clip nữa. Thì ở đây các bạn thấy rồi này. Đấy, đây là toàn bộ các cái cục đẩy bên Hoàng Hà chúng em. Rất là nhiều cục đẩy luôn. Thì ở đây có khá là nhiều loại nhá. Thì ngày hôm nay thì các loại này thì em sẽ làm dần thôi. Đấy, làm dần cho tất cả bác. Thì từng loại một. Thì tiếp theo ngày hôm nay thêm một cục đẩy nữa sẽ được lên sóng ở kênh Hoàng Hà chúng em. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái cục đẩy từ cái dòng Yamaha nhá. Cái dòng này thì là cái dòng cực kỳ ok luôn. Và tại sao lại là cái con đẩy XP8000S như thế này? Thì với rất là nhiều các bác bảo bên em về cái con đẩy XP7000S như các cái con đẩy mà em đang test hàng bên kia. Thì các bác hỏi bên em rất là nhiều rồi về các cái dòng đẩy như thế này. Thì nhưng mà ở đối với cục đẩy bên kia bọn em thì nó chỉ đẩy được 2W30 thôi. Đấy, đấy là hết công suất của nó rồi. Đấy, thì là các bác muốn chơi ở một cái dòng cục đẩy cao hơn. Cũng như là cục đẩy XP7000S nó chỉ có 32 sò thôi. Nhưng mà các bác muốn chơi ở cái dòng cục đẩy cao hơn. Cục đẩy mà để đẩy lên như là 2W40 hay là 1W40, 1W30 để đẩy cho nó ngon ấy. Thì ngày hôm nay làm chiều tất cả bác thì bên Hoàng Hà chúng em, nói thẳng ra con này bên em đã về rất là lâu rồi. Nhưng mà bên em bán đa số là bán ở các cái kênh điện tử khác. Như ở kênh YouTube này thì bên chúng em lại như ở đây là bên em sẽ làm thêm một clip này nữa. Thì là em sẽ quay ở cái mặt đằng trước một chút ở đây. Đấy, con này thì nó sẽ có cả dơ le bảo vệ nguồn nhá. Ở dòng đẩy đời cao thì con nào cũng có. Đấy. Và con này sẽ là con đẩy 2 kênh nhá các anh nhá. Và trên đây nó có một cái dòng tên model của nó là XP8000S. Đấy, đây là cái mặt đằng trước của nó. Mặt đằng trước con này thì đánh giá rất là cao rồi. Từ trước giờ con riêng dòng đẩy của Yamaha thì đánh giá cực kỳ cao ở cái vẻ đẹp của nó nhá. Cũng như công tắc của nó đằng trước này. Và quan trọng hơn hết, bất kỳ sản phẩm nào quan trọng hơn hết thì nó cũng là một cái bộ nguồn, cũng như là cái ruột gan bên trong của em nó như thế nào nhá. Thì như ở đây là bên Hoàng Hà chúng em đã bóc ra rồi. Đấy, đã đập hộp con này ra rồi để giới thiệu cái phần bên trong cho tất cả các bác, để các bác cảm nhận được một cách rõ nét nhất về cái sản phẩm. Thì hiện tại đây, đập vào mắt đầu tiên khi em giới thiệu bất kể cục nguồn nào bên Hoàng Hà, thì cái đầu tiên khi các bác nhìn vào thì các bác nhìn cho em, để bao giờ cũng thấy một cục nguồn rất là bự luôn. Cục nguồn cực kỳ to luôn. Cục nguồn này nó phải lên đến tầm 20 phân đấy. 20 phân nhá các bác nhá. Đấy, một gang tay của em rất là to như này rồi. Đấy, gang, một gang tay. Đấy, rất là to luôn. Và cục này như ở đây các bác thấy này. Đồng xuyến, nguồn đồng 100% luôn. Nguồn đồng xuyến tròn này 100%, cực kỳ ok luôn. Thì đối với một cục đẩy nguồn to như này thì cho ra công suất sẽ cực kỳ khủng nhá. Và rất là bền luôn. Đấy, hàng nhập của nó đấy. Hàng này là hàng bên em nhập hoàn toàn nguyên, cho nên là cục nguồn của nó sẽ là hàng, nói chung là hàng rất là ok luôn. Và cái quan trọng nhất là cái về sò thì em cũng sẽ giới thiệu cho tất cả bác luôn. Thì hiện tại cái con này ở đây nó chạy là 44 sò nhá các anh nhá. Đây các bác nhìn các cái trắng trắng này cho em này, các cái sò này. Đấy, 44 sò. Rất là ok luôn, và trong đấy là có 4 sò công suất nhá. Đấy, cực kỳ khủng luôn. Thì là ở đây em cũng sẽ giới thiệu một chút cả cái về cái phần đằng sau nữa. À, mà cái quan trọng nhất là ở cái dòng XP8000 này thì là vỉ mạch của nó đã là vỉ mạch màu đỏ nhá. Đấy, vỉ mạch màu đỏ. Vỉ mạch màu đỏ thường ở dòng đẩy mà vỉ mạch màu đỏ là các cái vỉ mạch đời mới, đời cao thì nó sử dụng các cái dòng vỉ mạch màu đỏ nhá. Đấy, em cũng giới thiệu cho tất các bác luôn. Ở cái dòng cục đẩy nào em cũng nói về cái cục về các cái vỉ mạch như này. Ở con XP7000S thì cái vỉ mạch của nó vẫn là cái vỉ mạch xanh thôi, nhưng mà lên đến đây thì là con XP8000 thì nó là vỉ mạch đỏ này, dành cho các bác nào mà sử dụng công suất của nó cao hơn, yêu cầu công suất cao hơn và độ bền tốt hơn thì các bác sử dụng các cái dòng vỉ mạch đỏ nhá. Đấy là cái phần về vỉ mạch nhá. Còn ở đây em cũng sẽ nói qua một chút về cái phần cục tụ này. Thì tụ của con này là tụ màu xanh này. Và trên đây nó có ghi đầy đủ thông số kỹ thuật của nó nhá. Là 63V này. Các bác nhìn cho em này, 63V và 22.000mi. Đấy, rất là ok luôn ở cái dòng này. Thứ nhất nó đã là 44 sò rồi. Và tụ của nó ở đây nè xem nào, 4, 3, 12. 12 cục tụ các bác nhá. 12 cục tụ để xử lý thì cực kỳ ok luôn. Mà tụ nào cũng tụ rất là to luôn. Tụ cực kỳ to luôn. Và cái vôn trợ cả cái thông số thì các bác cũng có thể xem qua cho em, thì các bác biết được cái cục tụ này nó xử lý như thế nào. Và hiện tại ở đây thì là em sẽ quay luôn cả cái phần đằng sau một chút nha các bác nhá. Còn đây là cái phần đằng sau của em nó đây. Đấy, đây là phần đằng sau đây. Phần đằng sau thì cũng có khá là nhiều các bác hỏi bên em rồi về các cái cách sử dụng như này. Thì
các cái cách sử dụng này thì là nó cũng rất là đơn giản thôi, các bác về các bác lần một chút là sẽ ra thôi. Ở đây thì là em sẽ chỉ giới thiệu sơ qua một chút thôi, cũng như là đây là các cái cổng output ra này, các cổng đầu ra, và đây là cái cổng input là hai cổng đầu vào này, và con này đấu bằng hai cổng đầu vào là có cả jack này nhá. Đấy, các cái jack ly như này. Đấy, các jack cắm này và cũng như là jack ca lông như này nha các bác nhá. Và hai cái này là hai cái chỉnh của hai kênh. Đấy, hai cái chỉnh của hai kênh. Đấy, một kênh 1 và kênh 2 này, nó ghi rõ channel này. Đấy, rất là ok luôn, và từ đây các bác đấu ra loa là đẹp luôn. Và ở con này thì nó trang bị hai cái quạt gió rất là to như này nhá. Quạt gió này. Đấy. Đấy, hai quạt gió này, với hai quạt gió này thì nó đủ đẩy mạnh toàn bộ các cái gió này một ra ngoài và tản nhiệt về đằng sau này, rất là ok luôn. Đấy, ở cái dòng này thì bên em sử dụng rất là nhiều rồi. Không phải là bây giờ bên em mới về được cái hàng này, mà từ trước đến giờ bên em về bán hàng rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay thì em mới quyết định làm lên trên kênh để em bán cái hàng này thôi. Đấy. Thì là như các bác cũng biết rồi. Ngày hôm nay em cũng vừa làm cái clip xả hàng vang biết các thứ do hàng bùng của khách đấy. Thì đối với các cái hàng này này, thì là các bác khi mà các bác đặt hàng lên bên bọn em thì em phải nói luôn là các bác cọc qua trước cho em một chút nha các bác nhá. Không cần biết là ít hay nhiều, có cọc thì là được thôi, có cọc là được. Đấy, 100-200 nghìn nó không quan trọng, bởi vì nói thẳng ra cái 100-200 nghìn thì không bằng cái tiền vận chuyển con này đi cả. Nhưng mà vì để chắc chắn thì thôi, thì tất cả các bác cứ cọc qua cho em nhá, thì bên em mới gửi hàng được cho tất cả các bác. Đấy. Còn đây là cái phần đằng trước của nó này, tất cả đều là vì mạch đỏ luôn, và các cái chiết áp đầu lối căn chỉnh rất là ok luôn. Đấy, đây là toàn bộ các cái gì về cái con con XP8000S ngày hôm nay em giới thiệu đến tất cả các bác nhé. Còn hàng họ này thì cực kỳ ok rồi, bên kênh chúng em cũng làm rất là nhiều rồi nhá các bác nhá. Thì với bác nào quan tâm các sản phẩm này thì các bác liên hệ ngay đến bên Hoàng Hà chúng em nhé, thì chúng em sẽ lên đơn và gửi đi cho tất cả bác. Thì clip này em chỉ làm đây thôi, tối rồi thì em cũng đóng hàng như là gửi đi cho tất cả bác thôi, hàng họ ngày hôm nay đấy, để cho tất cả bác khách bên em nhận được sớm nhất nhá. Thì bác nào quan tâm thì liên hệ ngay đến bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác trong các clip tiếp theo nhé.